Xin chào các bạn, tôi tên Tracy Cha Chồ. Năm nay 51 tuổi, tôi vừa mới tham gia một cái life insurance rất là công hiệu cho gia đình của chúng ta. Và cho con cháu của mình sau này nếu mình bị mất đi và con cháu mình vẫn có tiền để mà cuộc sống của nó, tụi nó sau này. Và nên tham gia mua thêm cho cháu chắc của mình để sau này tụi nó sẽ làm triệu phú và có tiền đi học hành. Cho nên tôi khuyên các bạn làm neo nên tham gia bảo hiểm Tinmat này để mà lo cho gia đình và có hiếu với cha mẹ con và cho con cái của mình. Đây là bảo hiểm tôi có tham gia và tôi rất là vừa lòng của cái hãng này. Xin các bạn hãy nên liên lạc với Tinmat Life Insurance. Xin chào các bạn.